Xin chào tất cả mọi người. Khi tôi dạy nam thì mình luôn chú trọng đến việc phát triển nhân cách và tâm hồn, vì mình cho rằng đấy là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để có thể trở thành một con người có thể bước tự tin ra ngoài cuộc đời và sống thành công và hạnh phúc. Vì thế cho nên khi bắt gặp cái tác phẩm Vượt Tâm Hồn, mình cảm thấy vô cùng tâm đắc. Đây là kết quả của sự tâm huyết và công sức của các anh chị em trong Vượt Tâm Hồn. Mọi người đã tạo dựng nên một giá trị tuyệt vời, mang ý nghĩa nhân văn, bởi vì đọc Vượt Tâm Hồn, các bạn có thể tìm thấy những cái câu chuyện, những cái lời khuyên mà giúp cho con người ta sống lành và sống thiện hơn. Đọc Vượt Tâm Hồn giống như cảm giác là mình bước vào một khu vườn thật sự. Ở trong đó thì mình có thể được đắm chìm với những cái điều gần gũi trong cuộc sống, nhưng mà thực sự lại mang lại những cái giá trị rất là nhân văn và vô cùng ý nghĩa. Vượt Tâm Hồn cũng là một cái nơi mà hỗ trợ, một cái công cụ để hỗ trợ các bậc cha mẹ khi dạy những vấn đề liên quan đến nhân cách về đạo đức cho con. Nếu như bạn còn lúng túng không biết là giải thích cho con thế nào về sự khoan hòa hoặc bao dung, hoặc về lòng nhân ái, hoặc về lòng dũng cảm, về sự vị tha, thì bạn có thể tìm được tất cả những cái điều đó ở trong Vườn Tâm Hồn và có thể giải thích cho bé một cách cụ thể và rõ ràng nhất. Vườn Tâm Hồn cũng là một cái công cụ để giúp cho các bé khi mà đọc được thì các bé có thể thẩm thấu và thông qua những cái hình ảnh rất là đẹp, cũng như là những cái màu sắc rất là bắt mắt với trẻ nhỏ và nhiều cái cách tiệm cận khác nhau, thì Vườn Tâm Hồn sẽ dần dần có thể là chinh phục bạn, và không những thế nó còn giúp cho bạn hiểu được con mình hơn. Nhờ có Vườn Tâm Hồn mà mình cảm thấy rằng là các bậc cha mẹ giống như là có một cái người bạn đồng hành trong việc nuôi dạy con, và vì thế cho nên mình hy vọng và mình cũng mong muốn là trong bất kỳ gia đình nào, các bạn cũng có một cái bộ Vườn Tâm Hồn giống như là một cái sản phẩm để giúp cho cả nhà có thể kết nối lại được gần nhau hơn. Ngoài ra nữa thì ở một cái khía cạnh của người làm giáo dục thì mình cũng cảm nhận thấy rằng là Vườn Tâm Hồn chính là những bài học mà đi từ cuộc sống, đi từ sách giáo khoa đến được với tâm hồn của trẻ một cách nhẹ nhàng và thơ thới nhất. Bởi vì chúng ta cũng đều biết rằng là với trẻ bây giờ thì cái áp lực học hành thì quá là lớn, và trẻ dường như là không có nhiều cơ hội để trò chuyện với cha mẹ, cũng như là không có những cái cơ hội để cả nhà cùng thực hành yêu thương với nhau. Và vì vậy nếu có Vườn Tâm Hồn rồi thì cha mẹ có thể giảm tiện được về mặt thời gian cũng như là công sức để có thể một phần nào đó tiến gần hơn đến với thế giới của con. Mình thực sự là trân trọng và ngưỡng mộ cái tâm huyết cũng như công sức của các anh chị làm ra Vườn Tâm Hồn. Chính vì lý do đó cho nên mình rất mong muốn là bằng cái sức lực nhỏ bé của mình có thể là truyền tải cũng như là đem Vườn Tâm Hồn được đến với nhiều người hơn. Mình cũng đã được làm quen và được làm việc với các anh chị ở trong Vườn Tâm Hồn, và mình thấy thực sự đó là những người mà mong muốn là góp phần nào đó để có thể cải thiện được về những cái vấn đề liên quan đến đạo đức cũng như nhân cách sống của thế hệ trẻ. Và đó chính là điều làm cho mình rất là trân quý, và mình mong muốn rằng tất cả các bậc cha mẹ cũng có thể đón nhận cái tình cảm và tâm huyết của các anh chị ở Vườn Tâm Hồn giống như vậy. Mình vậy, xin cảm ơn tất cả mọi người.